Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam. Chương trình được phát sóng trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam, thực tế.vn. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ngày 20 tháng 4, tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, năm 2023, Hà Nội số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông lớn nhất trong các địa phương trên cả nước. Với gần 100.000 thí sinh đăng ký dự thi, chưa kể thí sinh tự do, đòi hỏi ngành giáo dục phải chủ động, tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan, bảo đảm tổ chức kỳ thi trung thực, khách quan, công bằng, hiệu quả và cố gắng nâng tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn so với năm 2022. Hà Nội dự kiến điều động khoảng 19.500 cán bộ giáo viên nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, phổ biến quy chế thi cho tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phổ biến các văn bản liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó có những điểm mới trong quy chế thi để lưu ý với thí sinh. Theo đó, trong kỳ thi năm nay, thí sinh không được mang các loại máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi. Đại diện Công an thành phố Hà Nội đã phổ biến cách nhận diện và ngăn chặn một số thiết bị công nghệ cao, được ngụy trang dưới nhiều hình thức, kính mắt, thắp lưng, đồng hồ, nhẫn, có thể sử dụng để gian lận. Đặc biệt, Công an thành phố lưu ý các nhà trường nhắc nhở cán bộ coi thi chú ý không nhận diện thí sinh và kiểm tra kỹ các vật dụng thí sinh trước khi vào phòng thi. Chú ý thí sinh có biểu hiện bất thường trong quá trình làm bài. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 6. Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Từ nay tới trước ngày thi, cùng với việc tổ chức dạy học, ôn tập theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường đặc biệt quan tâm diễn biến tâm lý học sinh, phát hiện hiệu quả các hoạt động tư vấn tâm lý, giả soát trang thiết bị, vật tư y tế, duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 4, tại Bảo tàng tỉnh Nhân Bái, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Nhân Bái đã phối hợp tổ chức khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai và không gian trưng bày triển lãm nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước. Ngày sách Việt Nam và không gian trưng bày triển lãm là hoạt động được tổ chức thường niên, góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng phong trào học tập suốt đời, đồng thời để mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức về văn hóa đọc kêu gọi sự tham gia và đóng góp của các cấp các ngành đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân để ngày sách việt nam trở nên ý nghĩa thu hút sự quan tâm hưởng ứng của xã hội ngày sách và văn hóa đọc việt nam năm 2023 diễn ra các hoạt động ý nghĩa như trưng bày sách xếp sách nghệ thuật tuyên truyền giới thiệu sách tham quan trải nghiệm các phần mềm đọc sách online tại lễ khai mạc lãnh đạo sở thông tin truyền thông đã phát động phong trào phát triển văn hóa đọc trên môi trường mạng khai trương kho sách điện tử tỉnh yên bái phát động phong trào tóm tắt nội dung sách đã đọc và ký kết chương trình triển khai nền tảng đọc và nghe sách của người Việt trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Được biết, kho sách điện tử của tỉnh Yên Bái được xây dựng trên nền tảng đọc và nghe sách của người Việt từ ngày 22 tháng 4 năm 2023. Sau 3 ngày triển khai thí điểm phong trào đọc sách trên nền tảng này, đã có 244 cuốn sách được đưa lên tủ sách tỉnh Yên Bái, thu hút 163 người tham gia và trở thành thành viên của kho sách điện tử tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 4, Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập năm 2023. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ hội khuyến học cơ sở, tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc triển khai thực hiện nhân rộng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập và xã hội học tập. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, thực hiện quyết định số 1373 QĐTTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Hải Phòng là một trong bảy địa phương của cả nước được Bộ Giáo dục Đào tạo chọn thí điểm công nhận quận huyện học tập, thành phố học tập. Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam cũng đề nghị ngay sau hội nghị này, Hội khuyến học thành phố Hải Phòng phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo hiệu quả hơn nữa để làm chuyển biến thực sự rõ nét công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn các chuyên đề giáo dục và khuyến học trong kỳ nguyên số, phương pháp sử dụng bộ công cụ đánh giá mô hình công dân học tập và quy trình thủ tục triển khai đánh giá công nhận các mô hình học tập. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin truyền hình khuyến học Việt Nam hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.